ta đi mét từ nét này coi. Đưa mày ơi, đưa mày. Được, được. Được, thằng này được. Tao đi mét chủ nét lần này tao mét thiệt luôn. Chơi được đấy nha. Đập bàn phím cho mét không chỗ đấy. Dạ em để đá mày. Vô đập luôn. Rồi đập nó, đập nó. Đập nó. Mày chủ quánh chưa? Đập nó. Đúng đúng rồi đó. Chơi nhanh vô. Chơi được chơi, chơi được rồi nha. Để tao mét chủ quán cho. Tao đã sợ chủ quán cơ. Anh em được. Thấy hai đấy. Tao thách mày em. Không tin à? Không tin tao mét chủ quán à? Chủ quán cái con chứ đồ. Ờ mày hay lắm. Mày ngu nghĩ mày vô solo mày. Đó, vô luôn. Vô luôn. Đi ăn lại mày hay lắm rồi đấy. Dây dây mày thôi, mày vừa chữa ai đấy. Tao méo chủ thiệt chưa? Thua đấy. Mày mày chủ nét con. Thằng này láo nha, dám khinh thường chủ nét hả? Thua. Mét chủ nét. Có nha nha nha. Đây đấy, mày đòi đập ai đấy, mày thắng tao hả? Tao lại chờ tụi nét quá. Tao đi mét tụi nét này coi. Đưa mày ơi, đụng mày. Được, được. Được, thằng này được. Tao đi mét tụi nét lần này, tao mét thiệt luôn. Chết đấy. Thằng phim chưa nha. Coi tao mét tụi quá đấy, lần nữa đấy. Mày nãy tao mét. Thằng này mày léo hả? Ý là mày khinh tao không? Rồi tao đi mét chủ quán tao. Mày lại thinh thinh đưa chủ quán. Thằng Kiệt Châu đây tao đi mét chủ quán. Châu. Có thằng đang phá tiệm nét không kìa. Có thằng đang đọc cái máy không ấy. Có thằng đang phá máy ông ở dưới á. Đập bàn phím tùm lum dưới đá đấy thằng nhỏ đấy. Châu. Rồi thách. Chết mẹ mày rồi con. Thằng nào? Thằng áo vàng ấy. Chơi gì không? Dạ. Chơi đâu? Hồi nãy mày đòi đập chứ, đập bàn phím mày nó thách tao mét chủ quán hả? Tao đập đâu? Mày đập rõ ràng, tụi mày thấy không? Thằng này thấy không? Đâu bàn phím đâu, còn ngon lành đấy tao đập đâu? Mày đập nát bàn phím rồi. Mày biết bàn phím nó như thế không? Nhưng gì chúng mày đâu có lành gì đó đâu, đâu có đụng đâu. Hương vậy đâu? Mày đập luôn. Em đập đâu? Tao đập rõ ràng đấy. Em không có đập. Mày có đập xong. Mẹ tao coi phim đây rồi nè, mày có coi không? Đừng thách tao nhá. Nãy mày thách chúng mày đâu? Mày biết cái bàn phím nó như thế không? Không, nhưng mà em đâu có đặt đâu. Một ngày công già mày ra 1 triệu không đủ mua bàn phím cho mày. Hả? Mày có đời nữa không mà mày đâu? Tao làm chứng này con. Đấy, thằng Mạc Thanh này làm chứng. Tao có đặt đâu, tao đặt nha. Đấy. Mày đâu có đặt đâu, tao gỡ gì mà. Mày làm liệt bàn phím rồi. Mày đâu? Mày có muốn đập không? Nhưng mà nó có đập. Mày đợi tao. Thôi, đợi gì chưa? Vô quân nó tiếp, đánh. Đập nó luôn. Đập em. Đập đi. Đi ngắt gì. Bố đập đi. Em không đập đâu.
Mày chơi được chứ, chơi được mày nghĩ chứ mày đập. Hả? Nhưng mà đâu có đập. Mày nắm không đập đi. Hả? Rồi bên đây đứng lại, nó có đập không? Có. Nó đập như siêu nhân luôn á. Mới thấy mày đập nó ra, mấy đây có thấy nó đập không? Có chưa? Có, mày nó đập không? Có, nó đập hơi siêu nhân luôn. Mày đập gần hư luôn mà. Mà nãy tao nghe nó nói nó thách cả chủ quán luôn. Rồi nó thách thức cả chủ quán, nó kêu nhà nó có điều kiện gì đấy. Nó thách không mày, sợ mày, gì. Mày thấy không? Nhưng mà anh luôn có đập đâu mà anh cứ đổ thừa chị em vậy. Thôi gõ, vẫn đẹp sớt đấy. Đấy, giờ sao? Đó, mày nói nó có đập không? Không. Sao đập vô cái mỏ mày phát này chứ không rồi? Trái hả? Mày biết cái bàn phím này như thế không? Không. Hả? Bàn phím này mày ngày công một tháng lương của tao ấy mày. Một tháng lương đấy nhá. Mày có thích đập vào tay tao mày đập này? Dạ thôi. Hả? Chết mẹ mày rồi, có là thách thức. Rồi, mày hư nữa đấy. Mày không đập mà giờ nó hư rồi đấy. Giờ sao? Hả? Mày chắc hư sẵn chưa, em đâu có làm mày, gì đâu. Mày cãi đấy, Hả? Hả? Đứng dậy ngay, đứng dậy tâm chuyện mà. Sao? Ông mà anh có chứng cứ gì đâu mà anh kêu em đập. Đây, có quay máy đây nhá. Đấy. Mày, ba tao mày. Làm chứng hết rồi. Tao mày quay đây, nãy giờ nó quay đây mà mày không. Mày có mày nhận đây. Còn răng ương. Xin lỗi gì hả? Đứng đây. Xin lỗi gì? Đập hư vào phía người ta để xin lỗi. Mày giờ mày lại mày cái hả? Mày biết bây giờ mày vi phạm biết bao nhiêu tội không hả? Mày làm mất máy bây giờ mày còn xin lỗi hả? Bữa xin lỗi bây giờ mày xin lỗi nữa. Không, nhà có điều kiện mà, đúng đạt, nhà có điều kiện. Tao gọi mày phát là mày thay luôn mấy cái bàn phím này. Nhà có điều kiện mà, nhà chết khó rồi. Đấy, giờ sao, giờ cái thằng đấy thằng nào nó không nói mày đập rồi. Chứng cứ rõ ràng ra rồi, mày lại thách thức chủ quán nữa. Ê, tao chủ quán này mày đập tao đây. Cho hả? Xin lỗi. Gì? Cho xin lỗi. Ngày nào đến mày chơi game mà không được mày cũng đập hả? Tao bán cái quán này, tao mua bàn phím, mua chuột về cho mày đập nhá. Hả? Thôi. Giờ sao giờ bây giờ tao bắt đây đấy. Mày bữa giờ tao cay cú mày lắm rồi, tao thề tao quay cay cú mày lắm rồi. Camera quay kia là tao thấy mày đập cái bao lần rồi mà tao chưa nói nha. Bây giờ mấy thằng này nó làm chứng này. Giờ mày sao? Hả? Xin lỗi. Mà xin lỗi. Đền đi xin lỗi đi. Giờ bắt đền đi sao? Đúng rồi, bắt đền chứ. Gọi em. Giờ mày muốn đền thì tao gọi ông già. Tao gọi ông già mà chú nha. Thôi đến đây. Đền thì có tiền đền không? Để tôi xin ông già. Không có tiền đền mà xin ông già mẹ. Rồi, thì không có tiền cho mày liều mày đập đấy. Mẹ ngày nào mày cũng đập luôn. Mới kêu nhà có điều kiện xong. Ờ, đấy. Mẹ nhà có điều kiện. Gõ cho mày luôn mấy cái răng thay một bàn xịt nhá. Hả? Đền thì có tiền đền không? Dạ không. Ủa, đi ra đây, chặt đi. Đấy, giờ mày nói đền, tao bắt đền mà mày giờ mày không có tiền thì đền chủ mẹ đi. Hả? Dạ, em không biết nữa. Không biết hả? Không, giờ anh có công việc thì làm, để em làm trả nợ cũng được. Giờ làm trả nợ đúng không? Dạ. Mày chắc chưa? Chắc. Dạ. Thì giờ thì có vậy thôi chứ mày giờ không tiền không có, tao gọi ông già mày xuống xem sao. Thôi đừng gọi ông, tử lên em luôn. Ơi mày mẹ. Mày đập từ giờ mày đập biết bao nhiêu bàn phím mày, mày một ngày công mày tao cho cả mày 150 mày phải làm mày từ giờ đến hè đúng không á? Mày xác định giờ từ giờ tới hè rồi. Dạ. Mày hôm trước là chén rồi bát chưa xong mà bây giờ phải thôi bữa nay cho đi đào đất, thọ đâu lấy cho cái xẻng thôi. Mày bắt xẻng này. Cầm xẻng. Tao đi xúc đất nhanh. Đục đi, xúc nhanh lên. Ô, tao nói rồi, không chịu nghe, nó đập. Cái mặt thách thức chủ quán mày, thách thức tao hoài. Mấy ông già rồi giờ. Bây giờ còn im. Nhanh lên, nói đi qua xúc đi. Đấu Sài Gòn hả mày, khinh thường chủ quán hả mày.
cho em đọc bàn phím mạnh lắm mà sao chút đất nhẹ đó. Chủ nét ra nữa kìa. Liệu xúc đi. Rồi, mày xúc lố qua đất nhà tao rồi. Mày thấy đất nhà tao bên này không? Mày xúc qua đây lố đất này rồi. Mày tao bảo mày làm cái móng của đây để xây cái móng ngăn đất mà. Thôi bỏ đây, mai xúc tiếp, mai xuống xúc. Học xong mai xuống xúc bây giờ. Bây giờ đi ra đây nhổ cỏ đây lên. Nhổ hết cỏ cho tao. Nhổ hết cỏ rồi, tưới hoa, tưới rau hết cho tao nghe chưa? Nghe chưa? Mày làm không xong, làm tới đây nhưng làm không xong liệu hồn ạ. À, cái sự kiện mới không? Đi xin làm vườn à? Đi xin làm vườn. Mết đi xin bàn tay em thủ lại đi nhổ cỏ thế này chết rồi. Thách thức chủ quán không ạ? À, từ mai trở đi là đi học là phải về phải xuống đây nghe chưa? Dạ. Mày làm cho đủ trả cái bàn phím cho tao là được. Tao không cần làm hơn, mày làm phải đủ trả cái bàn phím cho tao. Nghe chưa? Dạ. Ê, bữa sau có đập được không? Hả? Dạ nữa không. Ờ. À, nhớ nghe chưa? Dạ. Bữa sau mày đập là tao lên tao mét con già mày, tao mày chết mẹ. Nghe chưa? Dạ. Còn mày giờ đi vào đi. Nhanh. Xong mày đi.